Em ơi, em gọi điện cho anh Tùng Cấp đi, kêu là mật khẩu đăng nhập của cái T-Bot là cái gì để đi vô này. Vô cũng có được. Gọi số điện thoại ổng cho nó lẹ. Đơ đơ đơ, mấy cục bom bực lên. Gì? Hả? Ủa này chị kêu em ghi là Suri gì? Hello mọi người. Hello, do chia sẻ em tặng này. Hôm nay em tặng nhiều là hơn bán luôn đó mọi người. Ủa sáng là mấy bao tải vậy ta? Mấy bao đó luôn nhỉ? 4 bao. Rồi, do chia sẻ giùm em nhé. Hôm nay tặng đi tặng bom cái đã. Xong rồi qua tặng mấy cái bao bọc đen cho mấy chị luôn. Để hôm nay chơi lớn thì mấy chị bữa. Tại vì em chỉ like hôm nay. Qua tuần là em đã qua bên nhà kia rồi, cho nên là cái chỗ này em sẽ không có like đồ nữa nha mọi người nha. Hôm nay có xảo khoác tùm lum hết á. Còn tan mỡ nha. Nhỏ. Rồi vô tương tác để nhận quà giùm em nha. Bữa nay á em sẽ mọi người là em sẽ không có tặng ngẫu nhiên nữa. Tại vì tặng ngẫu nhiên hôm bữa em phát hiện ra có 4 người có chia sẻ, có 1-2 lượt chia sẻ mà vô nhận quà ngày nào 3 ngày liên tiếp nhận á. Hôm bữa có bà nào ta 3 ngày liên tiếp được nhận quà, nhưng mà lúc nào cũng chia sẻ có 1-2 lần à. Nó rất là ít luôn. Chia sẻ như vậy em không có tặng được đâu mọi người. Có những người người ta chia sẻ rất là nhiều, ngày nào cũng chia sẻ cho em tầm khoảng chừng 30-40 mà lại không có trúng. Cho nên bữa nay em sẽ quay mini game nha mọi người nha. Quay mini game. 2 đợt hàng em nhận rồi, thích lắm, cảm ơn em nha. Em sẽ quay mini game nha mọi người. Nên mọi người họ vô tương tác chia sẻ. Cái này quay mini game giống như hồi trước á. Đây. Bữa nay cái phần mềm mà thống kê nó bị mất thì phần mềm quay mini game. Thì cái này á mọi người, em sẽ tặng cho mọi người tất cả bom ở đây là có 6 cục. Em sẽ tặng 6 cục xong và sau đó em sẽ tặng tiếp một bao tải nữa cho mọi người. Là cái hàng này là những cái hàng mà lẻ mẫu ở trong shop á. Tại vì ở đây shop là em không có bán live ở đây shop nữa. Nên là tất cả hàng ở shop em sẽ đưa xuống tặng cho mọi người với giá rẻ. Nên mọi người ráng giùm em ha, mình tương tác, mình chia sẻ giùm em nha. Sẽ Dung mặc hôm qua về, hôm qua Dung có đăng Facebook rồi. Mọi người dặn nhiều quá mà về không có đủ hàng trả mọi người ơi. Trong inbox nhiều lắm luôn á. Trong inbox nhiều lắm luôn á mọi người. Rồi vô này, cho em là 3 lần vào, 5 lần vào hội nhóm và 1 lần lên trang cá nhân. Cái này bây giờ em không có ghim ngẫu nhiên nữa. Cái này em sẽ thống kê bằng mini game này cho mọi người luôn. Đó. Ví dụ như bây giờ em thử quay cho mọi người. Em thử quay cho mọi người nha. Đó. Là nó sẽ thống kê cái lượt share của mọi người, lượt comment cộng theo lượt share luôn. Thì ví dụ như mà mọi người có lượt share nhưng mà không có lượt comment thì em sẽ không có ok cho mọi người. Hiểu chưa? Thay vì hôm bữa là em Dung tặng ngẫu nhiên, thấy ai là ghim người đó. Thì bây giờ ví dụ như thế này đó. Đây đang ví dụ nha, Lâm Mỹ Nhàn là có đợi xíu nha mọi người. Đây là có tổng 2 lượt comment nhưng chưa có lượt share nào hết. Đó, ví dụ như là bạn Lâm Thị Mỹ Nhàn này có 2 lượt comment nhưng mà không có lượt share, mọi người nhìn thấy không? Cái này nó thống kê rất là chính xác cho mọi người luôn. Nên là mọi người hả? Tương tác mạnh thì nó sẽ thấy, còn không tương tác mạnh, không có trong này thì lượt comment, lượt share nó sẽ hiện rõ như thế này cho mọi người. Nên mọi người nhớ lưu ý giùm em là mình phải làm đầy đủ hết thì nó mới hiện lên. Và trúng này thì dựa vào may mắn là một, và dựa cái thứ hai nữa mọi người. Tương tác mạnh thì nó sẽ nhìn thấy nhau nhiều nha mọi người ha. Đó. Còn hôm bữa giờ là em tặng cho mọi người nhiều người
nhiều người tặng họ xong rồi họ lượt chia sẻ, có người có lượt có hai lượt à, nên là em không có ấy nha mọi người nha. Nên là chơi cái này là chơi công bằng nhất cho mọi người rồi. Cái đầu tiên 19k dùm em nha mọi người nha. Cái này là trong bom á, hôm bữa là 135 á mọi người. Đây. Đây nha cả nhà mình ơi, cái này là set 19k. Comment giúp em là set 19k và em sẽ quay mini game nha. Đây. Comment giúp em là set 19k, em sẽ quay mini game cho mọi người. Set 19k, comment mini game cho mọi người. Ha. Mọi người ráng mọi người tương tác để nhìn thấy cái comment nha. Facebook bữa nay nó bóp hạn chế lắm mọi người. Nên là em cũng cố gắng like cho mọi người thôi. Chứ giờ mà đợi mọi người lên được vài 300, 300, 400 như hồi trước là chắc chả mơ luôn á. Thiệt á. Không phải hồi trước mà cách đây vài 3 tuần nó còn lên rồi. Còn bữa nay nó bóp kinh lắm. Nó bóp hết á mọi người. Giờ buộc Facebook nó phải chạy quảng cáo lại mọi người. Nó không chạy quảng cáo nó không có bán hàng được luôn á. Nên là mọi người ráng tương tác để em nhìn thấy là được thôi. Bây giờ mà kêu mọi người lên cho em vài 300 thì chắc tới 10 ngày sau chưa thấy lên luôn á. Rồi bây giờ em sẽ quay người đầu tiên nhá. Em sẽ quay người đầu tiên hợp lệ dùm em nha mọi người. Đủ cả chia sẻ và lượt comment dùm em. Cái này là máy lửa cho em, Dung không có lửa nha. Cái này là máy lửa mọi người. Nhớ là phải có lượt chia sẻ. Đây, đó, thấy không? Ví dụ như chị Tuyết My này. Đây em đóng cho mấy chị coi này. Có lượt comment nhưng mà không có lượt chia sẻ, mọi người thấy không? Nhìn thấy không? Đó, không hợp lệ, em quay lại người khác. Có 4 cái comment nhưng mà lại không có chia sẻ. Nha mọi người nha. Đó, cho nên cái này nó thống kê cho mọi người. May là cái phần mềm này hôm qua cái thằng D-Bot nó bày chỉ cho em á. Chứ không là em cứ ngồi tặng không cho những khách mà chả bao giờ chia sẻ luôn. Ôi, sao hôm nay mấy chị nè? Toàn là không chia sẻ không thôi mấy chị không? Có lượt comment à? Mà không chia sẻ. Hai người rồi đó. Hai người rồi đó mọi người. Cái này là chơi công bằng nhất cho mọi người luôn. Chơi công bằng nhất cho cả nhà mình luôn đó. Không có ăn gian được luôn đó mọi người. Muốn ăn gian cũng không ăn gian được luôn. Rồi Lâm Thị Mỹ Nhàn. Đây chị in ra phiếu luôn. Giờ mới có được 3 lượt chia sẻ và 2 lượt comment. Rồi, bắt đầu em sẽ quay thêm người tiếp theo. Không ăn gian được đâu mọi người ơi, khó ăn gian lắm. Cái này là không ăn gian được luôn á. Rồi, ai lấy cái này ghi giùm em nha. Đây, cái này là 1 set cho mọi người luôn. 1 set. Cái này là 1 set luôn. 25k giùm em, 25k. Rồi, tiếp tục. Tới lượt thứ hai nha mọi người nha. Tới quà tặng lượt thứ hai cho mọi người. Đây, bây giờ em sẽ bấm quay nè. Thấy không? Thoát ra vô lại. Một người là phải thoát ra vô lại không đó. Rồi comment giúp em là set 25k giùm em nha. Qua cái mã set 25 đi mọi người ơi. Set 25 của Vân Lê. Vân Lê, đây em sẽ lưu và rồi ok Vân Lê. Cái đó là ghi chữ đây này, đưa cho chị một cái ấy. Cái này là nó sẽ như thế này cho mấy này. Nó sẽ in phiếu cho mấy chị là trúng mini game luôn. Nên là khi nhân viên nhìn vào phiếu là nhân viên biết cái phần mã này là mình trúng mini game. Giá chừng đó tiền luôn. Rồi ok nha mọi người nha. Tiếp tục một người nữa. Rồi em khui cái này. Em khui tiếp tục cái này. Cái này là cái gì ta? Rồi cái này là cái set, cái áo gì ấy. Cái đầm. Cái đầm 120.000. Cái đầm này màu hồng luôn nha mọi người. Mọi người ví dụ mà không có thấy thì mọi người ráng tương tác chia sẻ giùm em nha. Rồi, bà này là tới 4 lượt chia sẻ và 12 lượt comment lận. Đây. Mọi nhìn thấy không? Cái đầm này là em nói thật mọi người. Bán không có bán, mọi người yên tâm là hôm nay em xả rất là rẻ cho mọi người luôn. Rồi. Trang Bobo. Rồi người tiếp theo. Ủa nhà mình có mọc này hả? Mày chắc lâu rồi đúng không? Đây trong này là hai món. Hai món sẽ dành cho hai người. Hai món này là in ra chưa? Rồi, là cái gì á? Chị chưa đọc cái gì hả? Cái này 25.000 đi. In ra rồi đúng không? Rồi cái này 25.000 luôn. Comment giúp em mã 25. Cái đầm á mọi người ơi. Đã không?
thiệt á, cái đầm này là siêu siêu đẹp luôn, 25k luôn. Em quay tiếp người thứ ba nha mọi người nhé, người thứ tư chứ, người thứ tư. Cái cục này to lắm luôn á. Ủa Ngọc Tuyền không cọc phải, Ngọc Tuyền khách quen mà, gọi điện lại đi. Nó còn 2-3 đơn lận á, 2-3 đơn chưa có nhận luôn á. Ngọc Tuyền nó hay mua hàng cả mấy triệu mà sao kỳ vậy. Nó kêu là như thế nào để em còn biết nè, chứ cho những khách bom hàng mai mốt này nỉ là không có bán ai bán cho nữa đâu. Giờ khách quen bom nhiều hơn khách mới luôn. Khách mới người ta bom 1-2 đơn, chứ khách quen người ta bom lần nó ở 3-4 đơn lận. Ở trong này có áo khoác luôn mấy chị, trong này có áo khoác luôn, bỏ này ra, trong này có cái áo khoác cam luôn. Tương tác với mọi người. Rồi có cái áo khoác 29k, comment giúp em là áo khoác 29k dùm em nha mọi người nhé. Khoác 29k dùm em đang thoát vô lại á. Nó bị cái phần mềm này là một lần á, mà em like là nó phải thoát đi lên lại, chứ không là nó bị trùng khách á mọi người. Đây có một, còn một cái đầm mà đúng không? Còn cái gì nữa không? Ủa cái đầm đó nãy chị nhớ chị tặng cho một người rồi mà, sao còn lấy tay em vậy? Cái người thứ ba là cái này nè. Coi cái khung giờ lại đi. Người thứ ba là cái này nè. Bỏ cái đó ra đi. Rồi Lê Thị Quỳnh Mai. Lê Thị Quỳnh Mai hình đại diện này. Là được áo khoác nha. Cứ hai cái đầm cái lên đây. Cái đầm treo có người có tặng chứ sao mà ngồi rối vậy. Ngồi theo thứ tự giùm chị đi. Rồi đây. Cái này là cái set. Em sẽ lấy người thứ tư nha. Mỗi lần là em phải thoát ra lên lại mọi người, không là nó trùng, bị trùng khách á. Cái phần mềm này nó phải, trời ơi, set áo ba lỗ này 19k dùm em. Set áo ba lỗ 19k nha mọi người nhé. Set áo ba lỗ 19k. Set áo ba lỗ 19k dùm em. Mỗi lần đó nó phải thoát đi lên lại mọi người, thoát đi lên lại rất là lâu. Set chỉ mặc có đợi chị xíu. Set chỉ mặc vừa còn có 2,5 là 25 cái à. Có được chừng đó là hết sạch luôn rồi đó. Áo khoác đấy em. Rồi Ngân Ngân này, hình đại diện ảo á, nhưng mà em vẫn tặng hình đại diện ảo. Ngân chị ra phiếu chưa? Thích mẹ rồi giờ sao ta? Ghi Ngân Ngân là được em ơi. Ghi Ngân Ngân quên đi, ra phiếu mất tiêu rồi, nó không có cho vô lại. Không cần, nào có đơn thì tự nhắc. Rồi cái này là set luôn dùm em nha mọi người nhá, set dùm em. Cái này là nguyên cả một set con bò màu hồng luôn. Set này rất là đẹp luôn. Rồi comment giúp em 39k. Em thoát ra lên người mới nha. 39k dùm em. Cái này là hồi xưa đã chơi một lần rồi, nhưng mà sau tự dưng nó bị lỗi nhiều quá, nên là nó phải ngưng một thời gian, xong giờ nó có lại. Hồi xưa là không có đó mọi người. Hồi xưa là cách đây từ trước Tết tới giờ là em không chơi được cái này, tại vì nó bị lỗi, nó bị cắt. Bây giờ tới cái lượt thống kê lượt xe nó bị lỗi, giờ nó mới có lại á. Rồi Kiều Trang, đây hình đại diện này đó mọi người thấy không. Rồi bây giờ in nha. Rồi một người nữa cuối cùng, set chỉ có mặc có bán, đợi dung xíu. Set dung mặc hết màu trắng rồi đó mọi người ơi. Nói chung á là cái set dung mặc cũng đã về cho mọi người lần thứ này, lần thứ ba luôn rồi. Mà không có đủ hàng luôn á. Tại vì cái này là hàng Quảng Châu luôn. Mà có ít à. Đặt may hàng Quảng Châu luôn đó mọi người. Nên là đợi, thứ nhất đợi rất là lâu. Cái thứ hai nữa là mọi người biết sao không, cái vải này nó mắc lắm. Vải Mai Phương Bùi mà. Mọi người nhìn vải này chứ đâu phải vải hàng rẻ đâu. Nên là mình mà săn được vải thì nó cũng được có 1-2 lô là hết à. Đây nha mọi người. Hot Girl nó bán mạnh quá cái set này. Rồi đầm 35.000 dùm em, comment giúp em là đầm 35. Nên là mỗi lần mà như vậy á mọi người ráng dùm em là hả, có thích màu nào thì mọi người lấy, chứ mai mốt hỏi em cũng chả về được nữa đâu nha.
Rồi người cuối cùng. Người cuối cùng và sau đó em sẽ qua những cái set mà em sale cho mọi người. Nói chung là hàng hôm nay hàng sale nhiều thôi, chứ hàng bán không có nhiều đâu mọi người ơi. Hàng sale nhiều, chủ yếu là em lấy hàng sale, với bữa nay dịch đang bùng nhiều lắm luôn á, em không dám lấy hàng về nhiều. Cái đó là sự thật. Bùng dịch kinh khủng luôn á, cho nên em không có dám nữa. Rồi, Huyền Ngọc Trần. Đây hình đại diện này. Em sẽ lưu và in nha. Rồi ok. Bây giờ em sẽ thoát ra mini game và bắt đầu bán cho mấy chị với giá là 3x, 4x. Nói chung là set, những cái set này Dung bán cho mọi người giá rẻ. Thì mọi người làm ơn dùng Dung á, là mọi người chọn đủ đơn là được thôi. Miễn sao trên 60-70 nghìn đi đơn cho em là được ha mọi người ha. Này set Dung mặc ai lấy thì mọi người comment luôn. Set Dung mặc á, mọi người coi vào cái hôm qua Dung đăng cho mọi người á, là khách khen cái set này rất rất là nhiều luôn. Đợt trước tới bây giờ này, rất là xịn sò như thế này luôn đó mọi người. Xinh lắm, cái set này rất là cưng. Đằng sau của nó này, chuẩn hàng cao cấp luôn và có màu. Cái set này á, em bán cho mấy chị trên này giá ưu đãi nhất là 139 nghìn. Còn mọi người đi ra mua ngoài á, mọi người cái set này rẻ lắm cũng phải là 280 rồi lên. Mọi người nhìn màu này, rất là đẹp luôn. Cái này là màu xanh xanh ngọc. Comment đúng màu cho em còn đúng có 2.5 ly thôi mọi người ơi. Còn đúng duy nhất có 2.5 ly thôi là hết sạch luôn á. Về 300 set mà hết sạch luôn đó mọi người. Cái này là màu xanh ngọc, chuẩn màu luôn nha. Rồi cái này là màu hồng đậm. Hồng đậm cưng lắm và vải nó dày lắm luôn á. Màu hồng đậm còn đúng có 25 cái ở đây thôi. Cái này là màu xanh min. Xanh min giùm em nha. Hôm nay vừa mới like mà sao gọi điện chốt đơn sao em. Rồi cái này là màu hồng ruốc giùm em nha. Hồng ruốc 139k, rẻ lắm luôn đó mọi người. Cái set này mọi người cầm cái chất lên này, nó là đuổi mà dạng đủ số của mọi người. Ship đồng giá 35.000 toàn quốc. Cái set này thì 60-65kg thoải mái nha mọi người, nhìn này, 60-65kg thoải mái. 60-65kg em sợ nó hơi chật cái ngực. 60kg đổ lại là mặc thoải mái giùm em nha. Cái này là màu hồng rút giùm em có ít lắm. Mọi người lấy á, thì mọi người lấy rẻ. Tại vì cái này em không có nhiều. Hôm qua em đăng Facebook rất là nhiều người mua luôn á. Mà đợt trước của em á, là về á, số lượng nó có về có 100 thôi. Mà nay để cho mọi người có 100 cái. Mà nay về được 300 mà hết sạch luôn rồi đó. 139k dùm em. Đây nha mọi người nha. Cái này là màu hồng đậm. Cái này là màu hồng đậm. Mọi người nhìn cái hàng dùm em này. Tiền nào đi với cổ đó. Mọi người thấy ở ngoài người ta bán 85.000 rồi 70 mấy nghìn cũng có, là cái những cái hàng đó là những cái hàng vải mà vải xưởng lên đó mọi người, chứ không phải là vải Việt Nam vải Quảng Châu như nhà em đâu. Đó, ai lấy thì mọi người comment giúp em là màu nhá. Cái này là màu xanh min, màu vàng. Màu vàng là màu em mặc. Rồi cái này là màu hồng giùm em nhá, màu hồng. Hồng đậm đó mọi người, hồng đậm. Cái này phải mai mới gọi điện chốt đơn á. Rồi cái này là màu xanh min. À xanh nhờ, xanh pin đúng rồi, cái này mới xanh ngọc này. Đó, rồi cái này là màu hồng ruốc giùm em. Comment đúng màu nha, hồng là phải ghi hai hồng. Mà xanh pin là phải ghi hai loại xanh pin nha. Xanh pin ghi một loại xanh nhá, hỏi em không biết lấy xanh nào đâu. Cái này mới là xanh ngọc này. Xanh ngọc thì được có mấy set thôi. Rồi cái này là xanh pin giùm em. Cái này là màu hồng. Và cái này là màu hồng đậm. Còn cái này là hồng ruốc. Rồi comment giùm em nha. Em đã nhắc là hồng là phải comment là hồng nào chứ mấy chị. Hồng comment là hồng đậm hoặc là hồng ruốc. Còn xanh thì mọi người phải comment giúp em là xanh min hay là xanh ngọc. Phải comment như vậy thì nó mới ra đơn được nha. Chứ comment mỗi hồng hoặc là mỗi xanh thì em không biết được đâu. Màu vàng của Phúc An Khang. Kim Miến Nguyễn lấy hồng nào? Hồng đậm của Ánh Hồng. Hồng ruốc của Kim Nguyễn. Ủa hồng ruốc này một ri có một cái hồng ruốc thôi đúng không? Nó ít lắm mấy chị ơi. Một ri được có một cái hồng ruốc luôn á. Với lại là một cái gì? Một cái hồng đậm với một cái xanh ngọc hả? Cái gì ít xịt vậy? Rồi ai lấy được ghi giùm em. Thanh Xuân lên địa chỉ giùm em. À Facebook bữa nay nó hạn chế kinh khủng luôn. Chia sẻ một ca mấy rồi chia sẻ mà có 120 người coi. Này bỏ trong kia giùm chị đi. 140.000, 140.000 giùm em nha. Cái này là màu xanh ngọc này. Bây giờ bán phải chấp nhận thôi mọi người ơi. Dịch tới nó hay bị vậy. Năm ngoái em cũng bị y chang vậy luôn. Cứ mỗi lần bùng dịch lại là Facebook nó bị bóp kinh lắm. Giống như kiểu là lúc tối em đọc cái kia, người ta kêu rằng là dịch á, mà buôn bán online này kia, người ta hạn chế buôn bán trên Facebook. Tại vì cái lượng giao hàng nó nhiều. Giao hàng nhiều ảnh hưởng tới là ví dụ như mà đông người á mọi người là nó sẽ bị dịch.
bây giờ kể cả học sinh người ta cũng cho nghỉ mà làm mấy cái việc mà như thế này, người ta cũng bóp hạn chế luôn đó. Bởi vậy nó chán lắm luôn đó. Dịch này nó đói luôn đó mọi người, không phải đùa đâu. Cái này là xanh xanh ngọc, cái này là xanh min nhá, set vàng của Thanh Xuân. Màu của chị Phúc Anh Khang có rồi mà, Phúc Anh Khang có rồi. Còn một chai sữa tắm duy nhất. Nên là khoác mà gửi không giống mẫu rồi em đặt cái khác để đổi nha chị. Rồi cái này comment giúp em nha. Comment giúp em là màu nha. Cái này là màu hồng rúa đó mọi người. Rồi cái này là màu hồng đậm. Comment giúp em nha, comment giúp em là màu. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ giùm em. Đây. Ai lấy thì ghi giùm em nha, màu giùm em. Cái này đẹp quá. Màu xanh ngọc, màu xanh min, trời ơi chưa bao giờ mà lên cái mẫu hot mà nó ế vậy luôn đó mọi người. Rồi ai lấy ghi giùm em nha, một chai sữa tắm. Ủa chai sữa tắm như còn chai là mấy chai vậy? 4 chai hả? Một chai giờ của chị đừng có ấy nha. Còn 4 chai sữa tắm thôi, hết sạch. Kim Miến Nguyễn, một chai sữa tắm của Thắm Nguyễn. Sữa tắm em không về lại, 4 người cho thôi nha. Đúng 4 người là ngưng đó nha mọi người nha. Khánh Huyền lên địa chỉ giùm em nha. Mọi người chốt kèm màu với kèm địa chỉ giùm em. Địa chỉ với số điện thoại mới có đơn nha. Ở cái này là màu hồng ruốc. Cái này là màu hồng đậm. Sữa tắm này em còn đúng 2 chai nữa là hết. Rồi Tường Vi còn chai thôi đúng không? Không có về lại đâu mọi người ơi. Còn 2 người nữa, còn 2 chai. 3 người rồi. Là còn một chai cuối cùng. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhé, kèm màu giùm em. Cái này là màu hồng ruốc, màu hồng đậm, màu xanh ngọc với lại màu xanh min. Màu xanh min này xinh. Ai lấy thì ghi giùm em nhé. Em thay màu xanh min cho mọi người. Khánh Huyền là xanh ngọc, bưng kè. Hồng đậm của Nguyễn Nhi. Diệu Linh có rồi em ơi. Này Dung đang cầm cái đầu. Nay chị Dung làm cái đầu ngủ vậy. Sao em làm cái gì mọi người cũng hỏi. Đầu nguyên đó. Màu này xinh lắm luôn á. Bộ vàng của Nguyễn Lộc 140.000. Hát xanh này đẹp quá mọi người ơi. Xanh này đẹp nhất luôn đó em nói thật. Khuyên mọi người lấy á. Tại ngoài nó sáng da lắm. Sáng cực kỳ luôn ý. Trời ơi. Em xanh này cũng đẹp nhé. Đẹp hơn cả màu vàng nữa. Rồi ai lấy cái giùm em màu hồng cũng đẹp. Màu hồng thì mọi người lấy hồng nào nó cũng xinh hết á. Có 140.000 thôi, rẻ lắm. Tại vì hàng này hàng xịn đó mọi người, không phải hàng giá rẻ đâu ha. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá. Tường Vi có này. Cái này là xanh ngọc. Còn cái em mặc là xanh min cho mọi người nha. Vàng của bà Dịa. Đẹp lắm, 140.000. Quá bèo luôn. Cái này là hồng đậm. Hồng đậm thì mặc cũng trắng da xưa giờ rồi, cũng không có nói hồng ruốc. Đó, và cái này là màu vàng. Vải dày lắm mọi người, vải đã lắm luôn đó mọi người. Nhìn qua là mọi người biết cái vải đuổi của nó là đuổi xốp mà đuổi mà của Quảng Châu mà của Hot Girl nó bán luôn á. Nhưng mà đuổi hàng rẻ đâu. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu em là màu xanh xanh min. Đó, ai lấy thì ghi giùm em. Xinh lắm, ở đằng sau lỗ cột luôn như mấy chị này. Dễ thương lắm. Cái này là mẫu mặc sao là hàng vậy luôn đó mọi người. Cái này là màu hồng ruốc nha. Cái này là màu hồng đậm. Màu hồng đậm. Rồi cái này là màu xanh min. Xanh ngọc. Màu em là màu xanh min nhá, với màu vàng. Nhìn màu vàng là ra cái chất vải kỹ nhất cho mọi người luôn á, thấy không? Xịn sò không? Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Comment giúp em là màu. Trời toàn là xả hàng với lại là không nghe máy không mà. Kinh thiệt. Hồng đậm còn có 1 cái 2 cái. Mọi người chốt ở trên like. Cái nào mà ba cái này là mỗi ri có 1 cái duy nhất thôi đúng không? Ba cái này là ví dụ như mà 100 ri thì chỉ có đúng 100 cái, hoặc là 30 ri thì nó chỉ có đúng 30 cái thôi. Để mấy chị biết sao không, mỗi màu này nó có ít lắm. Vải nó không có mọi người ơi. Còn nha chị ơi. Nên là em mặc lên là không có hàng trả cho mọi người đâu. Nó ít nhất luôn á. Mỗi ri ví dụ 1 ri là 10 cái đúng không, thì nó chỉ có 1 cái xanh ngọc, 1 cái hồng đậm, 1 cái hồng ruốc thôi.
nó chỉ có một mũ màu một cái thôi, còn hai màu này nó may ra còn có số lượng. Hồng đậm của chị Diễm, hồng đậm á, chị lấy là đếm trong đó mà. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha, comment giúp em là màu, số lượng cực kỳ ít luôn chứ nó không phải là bóp em không bán, chứ không phải là số lượng nhiều đâu. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nhé. Lan Nguyễn hồng đậm với xanh ngọc. Từ đợi em xíu nha. Không có hàng nữa đâu mọi người, để em hỏi còn về lại hàng không, chứ không có hàng luôn á. Rồi ai lấy được ghi dùm em nha. Một kem tan mỡ của Tường Vi 140.000 nha mọi người. 140, hôm nay có mấy mẫu đẹp lắm. Hôm nay có mấy mẫu đẹp lắm. Để em xả hàng cho mọi người. Sữa tắm của mọi người đi hết rồi, Tuyết Mi lên cho em cái địa chỉ nha. Có 140.000 thôi. Ai lấy thì ghi dùm em nha. Có 140.000 thôi, xin không. Rồi cái lưng quần nó siêu cao luôn đó mọi người. Thêm xanh dung mặt của Kim Nguyễn. Nhớ chừa em xếp màu vàng cho Kim Duyên này. Chị chưa chừa luôn á. Rồi đưa lại màu chị chưa chừa trong inbox luôn á. Trong comment với trong inbox em chưa chừa ai luôn mọi người. Tại vì xỉ chốt hết rồi, chưa chừa ai luôn á. Mấy bà mà trong inbox với ấy là. Rồi cái này là hồng ruốc giùm em nha, hồng ruốc. Cái này là màu vàng, ai thêm thì ghi thêm chứ set này 140, hai set có 208 thôi. Mà trong khi mấy chị ấy hả? Hả? Ủa Kim Duyên ở Bưng Kè mà đúng không? Kim Duyên ở Bưng Kè là ở đâu vậy em? Kim Duyên lên lại số điện thoại địa chỉ đi, xét hồng nào và củ ví hồ có rồi, củ ví hồ có rồi trùi cho khách quen trước thôi. Kim Duyên lên lại số điện thoại địa chỉ đi cho em xem màu hồng đậm đây em ơi. Kim Duyên lên lại số điện thoại địa chỉ đi em ơi. Thêm màu vàng dung mặt à, thêm màu dung mặt màu vàng. Ủa Lan Nguyễn này có màu gì đây em? Thêm màu vàng với lại màu dung mặt. Kim Duyên hồng đậm của củ ví hồ có rồi. Đây lấy cái phiếu củ ví hồ ra đi, mấy cái phiếu đó lấy ra đi. Tuyết Mi là lấy cái gì về chị? Tuyết Mi là set hồng đậm, ok chị nha. Rồi em hết rồi đó, còn có mấy cái à. Kim Duyên kìa, một kem tan mỡ nữa. Kim Duyên là một kem tan mỡ rồi, bỏ phiếu ra riêng đi. Kim Duyên cho thêm địa chỉ nữa nha em ơi. Ủa chị tưởng em có địa chỉ rồi chứ, ai về chưa có địa chỉ luôn hả? Rồi cái này là màu xanh ngọc, 56, 57, 58kg rồi xuống mang vừa. Tại cái này là form baby doll đó. Cái này xinh lắm mọi người, xinh ơi là xinh luôn á. Bé Nguyên Nai là màu hồng đậm. À Kim Duyên là ghé lấy. Tại vì chị nhớ là hôm bữa có ghi chữ ghé lấy, nó không có thông tin đó. Ghé lấy khi Bưng Kè, bỏ hộp tan mỡ vô nữa đi, khỏi gói. Rồi cái này ghi dùm em nha, đẹp lắm, em nói thật. Mà giờ màu nào cũng còn được có mấy 2-3 set này, không muốn đi thay luôn mà còn mỗi màu ở đây. Chỉ còn được màu xanh em mặc là còn được 3-4 set thôi, còn lại mỗi màu được có 2 set, 3 set đó. Lãng quên là xanh min. Xanh min là xanh chị mặc. Còn áo khoác còn cái nào luôn á, tí là sale may ra còn áo khoác chứ bây giờ là áo khoác là tuyệt tình luôn rồi đó mọi người. Em không về được hàng áo khoác luôn á, đợt dịch này nó không về được. 140.000 nha bé. Cái này là màu xanh min này, 140.000 nha. Rồi cái này là màu hồng đậm. Ok Tường Vi nha, bỏ cho em cả chai sữa tắm với lại là ấy rồi đó, tan mỡ rồi đó. Rồi cái này là màu hồng đậm giùm em. Rồi cái này là màu vàng em mặc đầu like luôn cho mọi người á. Rồi cái này là màu hồng ruốc. Đẹp lắm, form rất là cưng luôn mọi người thấy không? Hôm qua mọi người coi lại cái comment hôm qua của khách cho em trong cái đăng bài ở trong cái fanpage á. Trời ơi, em nói thật. Ba người khen set này luôn á, mà cách đây hơn 2 tuần rồi, giờ mới hết rồi đó. Một set vàng của Đoàn Thu Hằng, chị Triệu Hương là màu vàng luôn. Túi có bán giả không? Túi em mua á, chị mà mua tí nữa chị inbox Facebook Huỳnh Như á, tí nữa em gửi cho. Tại em mua chứ em không có bán. Tại chị này chuyên order hàng tao bao.
Rồi ai lấy được ghi giùm em nha mọi người. Muốn em mặc màu gì, hai màu này em mặc hết rồi nè. Mỗi màu này là mỗi ri có một cái duy nhất là mọi người. Mỗi ri nó có đúng một cái duy nhất luôn á. Đoàn Thu Hằng cũng ghé lấy luôn á em ơi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Chiều mà ai ghé lấy không có thì lấy trong ngày trước rồi bỏ cái chuyện nó vào đâu. Rồi ai lấy ghi giùm em, bữa em mới mua set này 285. Đâu phải mua chỗ chị đâu đúng không? Xịn lắm. Của hàng nhà em là như thế này luôn đó mọi người, chứ không phải là hàng giá rẻ đâu. Rồi mang hồng đậm đúng không? Em mang hồng đậm nha, 140.000. Hôm nay có 3-4 loại set đẹp lắm luôn đó mọi người. Có 3-4 loại set đẹp lắm. Rồi em xíu đi. Chị lộ lại cho em xanh ngọc. Lộ lại xanh ngọc cho nguyên bé nguyên nail này. Để vào đầu like đừng có đổi hàng nha mọi người ơi. Vào đầu like đổi hàng cả like đó, Cucana đó. Rồi comment giúp em màu nha. Lan có 4 màu rồi á. Lan Nguyễn có màu gì rồi em ơi? Đọc cho Lan đi. Không có màu rồi đó. Chứ gọi Lan Nguyễn được 2 màu rồi. Phương Anh lên địa chỉ 4 màu rồi. Ủa này bấm là trong đó có chưa? Đây là có 2 màu chưa bấm rồi. Là đọc màu gì với màu gì đó? Màu của Nhi ra màu gì? Màu chị mặc hồi nãy với vàng. Là có 4 màu, màu vàng, màu Dung mặc lúc nãy, màu hồng với màu xanh min. Bỏ xanh này vô mới đúng nè. Đó, bỏ xanh đó vô mới đúng. Rồi cái phiếu đó là để riêng đi. Đó, bỏ vô đó cái bông, cái bọc hồng đó là mới đúng. Còn cái phiếu đây vẫn giữ nha. Cái phiếu đó vẫn giữ, chứ phải bỏ vào cái phiếu đó là mai muốn có tổng 4 bộ mà có được 2 bộ thôi đó. Hiểu ý chưa? Rồi em là màu gì đó? Rồi ai lấy thì ghi giùm em vậy mà lúc này bỏ xanh min. Rồi ai lấy ghi giùm em nha mọi người nha. Cái này là màu vàng. Cái này là màu hồng ruốc. Rồi cái này là màu xanh min. Màu xanh min nó vừa thay ra. Rồi cái này là mới là màu xanh nha. À cái này xanh ngọc chứ em nói lộn. Cái này mới là xanh min này. Mọi người phải ghi đúng màu chứ không mà mai mốt về lộn màu em không có đổi được đâu. Đây. Màu em vừa mặc này. Rồi cái này là xanh ngọc. Rồi cái này là màu vàng. Cái này là màu hồng ruốc giùm em nha. Chút áo chưa cài. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu kèm theo số điện thoại giùm em nha mọi người. Rồi qua mẫu nha. Cái này em không biết là có trả được nữa hay không. Bây giờ nhắn tin nó còn không thèm trả lời luôn á. Hàng này em đặt lâu lắm rồi á mà không có hàng đâu mọi người ơi. Cầm chị một set coi. Rồi, qua mẫu giùm em nha mọi người ơi. Rồi xíu thôi. Em còn tan mỡ cho một hộp. Ủa hôm bữa hình như là em có tan mỡ rồi mà. Set này 140.000. Em còn nó mấy set nữa là hết rồi đó. Bên kia này người ta không kêu là không còn nữa rồi mọi người ơi. Rồi ai lấy nữa ghi giùm em nha. Ủa Huế La hôm bữa có kem tan mỡ rồi mà. Chốt thêm hả? Hai vàng của Thanh Hiền. Địa chỉ cũ coi là hết vàng cho em ơi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Chưa thấy gọi chốt đơn em thứ 5 Mai Kim Dung. Thứ 5.
là vừa rồi đó. Không nghe máy vào coi phải không em ơi? Vào coi đi. Không nghe máy mà kêu là không thấy gọi chị chất đơn. Rồi ai lấy được ghi dùm em để em qua mẫu vô lại màu một lần nữa chị đi. Qua mẫu với mọi người, hình như là hết vàng luôn rồi đó. Rồi cái này ghi dùm em nhá, màu dùm em. Comment giúp em là màu. Rồi cái này là màu màu hồng ruốc, màu vàng, màu hồng đậm. Cái này là màu xanh min và cái này là xanh ngọc dùm em nhá. Xanh min với xanh ngọc. Rồi qua mẫu dùm em, đưa set nữ y cho chị đi. Rồi qua mẫu với mọi người, không còn đủ số lượng như trong đó đâu. Hết rồi. Vải không còn luôn mọi người, em hỏi lại người ta kêu hết rồi. Giờ về được ai, bấm về được ai thì trả người đó thôi nha. Không, kem tan mỡ không có đầy hộp. Hộp của nó chỉ tầm khoảng chừng 1/2 hộp thôi. Em hôm bữa em có làm clip khui 5 hộp cho mấy chị coi ở trên live rồi đó. Cái đó là hàng công ty chứ em không có tự chiết được đâu mọi người. Hả? Mấy màu? Kem tan mỡ đó nó chỉ có từng đó hộp thôi mọi người ơi. Mọi người khui ra nó như thế nào nó như vậy á. Chứ em không, ở set NI này còn có mấy set à? Cái set này chắc dơ đi chứ. Còn set này xinh dữ vậy trời. Hả? Set này đẹp quá. Để bà Lan Nguyễn đâu rồi lấy set này liền này. Đưa màu hết cho chị đây. Set này có ít lắm, đợi đợi em xíu nha, em đi mặc cho mọi người coi. Set này bao xịn xịn cho mọi người luôn á. Xịn như hàng 300 mấy luôn á. Chị ơi, hộp quan tâm mà không có đầy đâu em ơi. Cái này mọi người comment lẹ này. Cảm ơn Nguyễn Tố Tố. Không phải đổ đâu em. Tại vì nhiều người, nhiều bạn hỏi như vậy lắm. Nhưng mà nó chỉ có từng đó thôi. Trời má ơi, nó đẹp. Xuất sắc luôn đó mọi người. Không phải là đẹp đâu. Vải nó dày kinh khủng khiếp luôn. Màu này. Vải Quảng Châu 100% nhá mọi người. Những cái lưng đai quần này. Đã không? Nói giá chắc giật mình luôn á. Nói giá chắc giật mình luôn đó mọi người. 119k dùm em. Trời ơi, có 120.000 cái set này. Đỉnh không? Em nói thật nó dày mà mọi người không tưởng tượng được luôn á. Nó dày lắm. Rồi comment giúp em nha. Cái này là màu đen. Á ơi, màu đen bao chất ha. Màu đen, màu trắng. Có 4 màu thôi. Trời ơi, mọi người nhìn cái vải cái quần này. Cái này là lô, những cái lô này là săn được có 10, 20 cái thôi à. Hiếm lắm luôn đó mọi người. Cái này là màu xanh dùm em. Màu xanh, màu đen, màu trắng với màu hồng. Đó, có 120.000 thôi mà rẻ vậy á. Xịt vậy luôn mà rẻ vậy luôn đó mọi người. Em nói thật mọi người nhận hàng kiểm tra hàng đi, mọi người xỉu với cái set này luôn. Ôi, nó xịt, bao xịn sò cho mọi người luôn á. Rồi comment giúp em là màu nhá, đen của chị Tuyết My, có mấy set à? Màu đen, màu hồng, bao nhiêu ký, 60, 70, 75 ký cũng vừa. Tại vì áo này form rộng, mọi người nhìn thấy không? Rồi cái quần này. Cái quần đai của nó mọi người. À, cái này đẹp quá. Comment giúp em là màu. Vân Nguyễn lên địa chỉ giùm em nha. Tuyết My có rồi. Vân Nguyễn lên địa chỉ giùm em nha. Cái này xịn lắm mọi người, nhìn cái vải này. Đen với hồng của Lan Nguyễn, hồng của Khánh Huyền, xanh của Thị Thủy. Vân Nguyễn lên địa chỉ nha. Giang Hương lên địa chỉ giùm em. Cái này là màu hồng, hồng của Nguyễn Hằng. À, xịn lắm luôn đó mọi người. Mọi người bình thường mua cái áo của em đã 130 rồi đó. Nay nguyên cả set mà em còn không nghĩ là giá là 120 á mọi người. Em không nghĩ giá, mọi người thử cầm cái chất này một lần đi. Mọi người sẽ cảm nhận được cái lời em nói có đúng hay không. Cảm giác nó rẻ, cực kỳ rẻ bèo luôn á. Này, cái đai quần này, đã không? Trời ơi, nó xịn. Da Hưng là bộ nội y màu xanh. Màu xanh, em mờ đen là cái gì chị? Màu xanh với mờ đen là sao? Màu xanh với màu đen á, của Giang Hương là hai màu á. Chị Vân Nguyễn là trắng với đen hai bộ. Có cần hai phiếu hay một phiếu không? Rồi ai lấy được ghi giùm em nha, comment giúp em. Hồng của Kim Yến Nguyễn. Nó xịn lắm luôn á mọi người. Là còn không? Hết rồi đúng không? Rồi em hết nha.
Rồi ai lấy được ghi giùm em, comment giúp em. Em hết hồng, em còn 3 bộ này nữa, hết có mấy bộ à. Thanh Phạm lên địa chỉ. Em còn có 4 bộ duy nhất luôn đó. 3 đến 5 ngày mọi người, mai mới gọi điện chốt đơn. Mai mới gọi điện chốt đơn. Thanh Phạm lên cho em địa chỉ nhá, thấy Thu Anh Nguyễn. Đây, em còn một đen à. Một đen duy nhất. Một xanh, hai xanh với ba trắng nữa là hết. Đẹp lắm. Trời ơi, màu trắng em mặc này, xuất sắc chưa? Dễ mặc lắm luôn mọi người, mà nó dày lắm. Còn set gì nữa ta? Mấy cái kia là set gì à? Thanh Phạm lên cho em địa chỉ nhá, đẹp lắm mọi người. Mua mà mặc, dễ mặc lắm luôn á. Thanh Phạm là set xanh. Dễ mặc. Mặc cái áo này á, mọi người phối ra riêng. Như mọi người phối với lại là quần sọc jean hay là phối với cái gì nó cũng đẹp hết á. Ừ, tí nữa đi. Cái gì dài hả? Rồi ai lấy cái giùm em đen của chị Như Dương. Rồi hết đen luôn. Hết đen được Kiều Trinh ơi, còn hai màu này à. Em nói mọi người rồi có mấy set à. Rồi có mấy set luôn á. Em không nói điêu đâu, thiệt. Hối mọi người lấy là hối lẻ chứ không còn màu mà lấy luôn á. Hết rồi, Kiều Trinh ơi, đổ qua màu trắng hoặc màu xanh được không? Xanh còn có set duy nhất. Trắng còn 3 set nữa là hết. Ủa màu trắng đẹp lắm luôn đó mọi người. Cái nờ y trắng là nó nổi lắm luôn á. Thiệt á. Nờ y chữ màu đen nè. Sang không? Sang lắm. Cực kỳ sang luôn. Này mọi người nhìn nè. Màu trắng đẹp mà mọi người không lấy là hối hận á. Rồi ai lấy trắng thì ghi giùm em là trắng nha. Thêm một trắng với thì thủy. Không ai không lấy trắng là một hối hận đó mọi người. Trắng bao đẹp luôn. Mà không lấy trắng là hối hận á. Rồi ai lấy nữa ghi giùm em nha. Em hết đen này, em còn một xanh duy nhất với hai trắng là hết. Hàng Quảng Châu á, không phải hàng Việt Nam, nó vải này không phải vải Việt Nam đâu mọi người ơi. Comment giúp em làm màu nha. Ủa cái đó là cái gì nữa? Sao mà chị không hình dung ra mẫu được hôm nay trời. Chị thêm trắng của chị Giang Hưng. Ai không thêm trắng là hối hận. Riêng về cái set này là 3 món. Để lên 3 món được mấy set vậy? 27 set. Và sao bữa nay số lượng hàng về gì mà nó ít xịt. Cái lô này, lô Quảng Châu nó ít. Cái quần đó đặt từ trong Tết tới bây giờ luôn á. Em có một cái mẫu quần nó đẹp kinh khủng lắm mà từ trong Tết tới bây giờ luôn á. Đổ lương lên địa chỉ em còn một xanh với hai trắng duy nhất nha mọi người nha. Một xanh với hai trắng, màu trắng đẹp lắm luôn mọi người. Màu trắng là bao đẹp luôn á. Rồi, đưa chị màu trắng cho chị mặc. Rồi qua mẫu nha. Cái body còn năm ngoái màu thuộc mà bầu nên lười dùng, giờ để 8 tháng mới dùng hết. Còn nha, chị đang tri ân á, 250 tri ân còn 150. Mua 3 hộp và là giá chỉ còn 130.000 một hộp nha em. Rồi ai lấy ghi giùm em nha, đổ luôn lên cho em cái địa chỉ. Mấy màu vậy? Rồi qua mẫu cho mọi người nha. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái set này là đỉnh nhất luôn á. Cái đi du lịch. Lấy cho chị đôi dép đi luôn đó. Trong bên cái ghế. Cái set này cũng kỳ ít nha mọi người ơi. Ai lấy thì mọi người comment để bên kia. Cái set này là đỉnh luôn á, thiệt mọi người. Cái set này nó đỉnh lắm luôn á. Màu trắng của Đỗ Lương. Set chị mặc còn màu trắng đó. Ok Đỗ Lương nha này.
Mọi người nhớ cái set này không? Em mở ra mọi người coi này. Đó, ở trong nó có một cái này như thế này. Em nhận cái quần jean của chị Dung 115 mà hàng họ bán 270. Ừ, quần jean bên chị nhà chị xịt lắm. Nói chung là tự tin nhất là cái quần jean á mọi người. Nè, những cái set này á, em nói điêu chết liền, em lên su su đụng vô là 420.000. Em không nói điêu luôn mọi người. Em không nghĩ sao người ta lời được nhiều vậy luôn á. Em nói thật, ba món mà hàng xịn như thế này, mọi người nhìn hàng đi nè. Mút ngực nó xịn như thế này luôn á mọi người. Mút ngực nó xịn như vậy luôn á nè. Thấy không? Nguyên cả set mọi người, những cái form quần dùm em này. Đó, có phải hàng xịn không? Cái này nó xịn lắm. Cái này mọi người, người hay, nó hot ở trên TikTok cực kỳ. Là những hot girl người ta mặc đi biển với là quay á. Cái này về mấy chị, ví dụ như mà mấy chị có thể tách ra riêng được. Ví dụ như mà cái set này mọi người mặc riêng ra, đóng thùng sơ mi lên cũng được, mà mặc thả này cũng sang. Cái thứ hai nữa là mọi người có thể mix áo riêng ra được, thành cái áo sơ mi, một cái sơ mi riêng ra. Cái này á mọi người, cái áo ở trong này mọi người có thể mặc với lại là những cái quần, nhưng mà quần để mọi người mặc đi biển á, nhưng mà có áo bra mọi người mix ra riêng cũng đẹp này. Mọi người nhìn thấy cái khuyên nó khai không? Xịn lắm. Nguyên cả cái set này em bán cho mọi người có 175.000, ba món như thế này luôn. Ba món như thế này luôn. Còn quần thần thánh màu đen còn nha. Em sẽ cho mọi người coi màu, ba màu, ba món như thế này luôn, xịn không? Đó, nguyên một set như thế này, ba món mọi người chia ra cho 175.000 thì một món có tầm khoảng chừng 60 mấy nghìn thôi. Chưa tới được 60.000 là 63-18, chưa được 60, có 50 mấy nghìn một món tính ra. Mấy chị mua cái sơ mi của nhà em Dung rẻ lắm cũng phải là 120 đúng không? Là cái sơ mi vải đuổi cao cấp như thế này. Mấy chị nói chính xác không? Là một cái sơ mi vải đuổi cao cấp như thế này, áo bra mà nhà Dung bán rẻ lắm cũng phải là 65.000. Là đã bao nhiêu rồi. Và trong khi đó một cái quần mọi người nhìn thấy xịn không? Đó, mà mọi người chia ra đi mọi người mới cảm giác là nó lời dữ lắm luôn á. Lời bao lời cho mọi người luôn. Có 175.000 à. Tính ra một món chưa được 50 mấy nghìn thôi, 55 nghìn thôi, chưa được 60 nghìn nữa. Quá đẹp, để em cho mọi người coi màu nha. Nè, màu nu này. Mọi người những cái áo nó xịt lắm luôn á. Màu nu, màu nu, màu trắng. Trời ơi, cái màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc dùm em. Em có đúng hai mấy? 7 set duy nhất. 27 set duy nhất. 27 set cho mọi người. Chốt lẻ nha, cái này là màu đen dùm em. Màu đen, màu trắng, màu xanh với màu hồng. Màu nu. Trời ơi, em nói thật, 170.000 về lời được cái sơ mi mặc riêng, em không có nói. Rồi cái áo này mọi người, ví dụ có đi biển hay mọi người cần mặc trong áo bra, hay là mặc một cái áo thun nào mỏng nó cũng đẹp. Tại vì cấu trúc của nó lên rất là cưng luôn đó, mọi người. Nó nâng cái ngực mọi người thấy không? Đó, chỗ này có cái khuyên này. Rồi cái quần này mọi người mặc ra riêng. Em hở như thế này cho mọi người được coi được trong cái áo. Xịn không? Xịn lắm. Em nói 175.000 mọi người không có mua được set nào ba món đó mọi người. Mới được có cái áo sơ mi thôi. Thiệt sự. Vải này là cái sơ mi của nó là hai nút không nhăn nha mọi người nhá. Hàng này là em bao cho mọi người giặt máy luôn. Giặt máy thoải mái dùm em. Không nhăn không gì hết. Em nói thật, hot girl mà bán set này phải 400-500 nghìn, chứ không phải là có giá cho mọi người giá 175 đâu. Quá xịt đúng không? Hồi lắm. Cái này là màu đen nè. Rồi cái này là màu xanh ngọc. Xanh ngọc, xanh mini cũng được, hoặc chốt xanh là được. Rồi cái này là màu nu. Và cái em mặc là màu trắng. Chốt còn ít thôi nha. Còn nha Thùy Bích ơi, Ngọc Linh lên địa chỉ xanh ngọc của Triệu Hương. Ngọc Linh lên địa chỉ nha. Đẹp lắm. Dễ mặc nhất luôn á. Về đầu tiên là mình mặc được cái sơ mi sướng cái đã. Sơ mi là dạng form rộng dấu quần luôn á. Thấy không? Đằng sau vạt của nó dài. Mọi người thấy, nhìn thấy xịn không? Thì có cầm cái set này trên tay mà rụng rời luôn á. Nó xịn ở cái mọi người. Ví dụ như hai món đã 140-150 rồi đúng không? Bây giờ cả ba món, cái áo bra xịn như thế này mà thêm có 25.000 thôi, rẻ không mọi người? Lan Nguyễn là màu nu, xịn lắm. Lan lấy con set là tiếc á. Xịn ơi là xịn luôn nè. Nổ một cái nút thôi đã thấy xỉu rồi. 4-5 nút luôn á. Hai cái ống tay áo là hết 4 nút rồi. Cái phong quần em là vừa lôi trong bọc ra luôn á. Chưa hề ủi một tí gì luôn á mọi người. Mà nó xịn mẹ á. Vừa lôi trong bọc ra luôn á. Này, túi này là túi thật cho mọi người luôn. Mọi người mặc á, mọi người gài hết. Tại vì em mở ra như thế này cho mọi người. Thì biết một hộp này. Ghi chữ tan mở đi. Không biết biệt hộp gì đâu. Ghé lấy giùm em nha. Ủa có đơn của Thủy Tiên gì mà không phải Thủy Tiên mà khách hay tới lấy đâu. Chưa lấy kem đâu đúng không? Bữa giờ là có Thủy Tiên nào tới lấy kem, chứ không phải Thủy Tiên mà trắng trắng đẹp gái đâu.
Rồi ai lấy cái giùm em, mấy người ở bưng kè mà ai mà ví dụ như mình không có cho em số điện thoại thì em không có để đơn đâu mọi người đó. Giống như mấy người á, chốt kem được tri ân xong rồi không có để lại số điện thoại, cứ kêu là em sát trời em ghé lấy, 8 năm chưa thấy luôn đó. Đủ luôn là màu trắng, không có sai. Cái này 60kg, 65kg thoải mái. Nè em mặc cho mọi người là phong suông như vậy á. Này là em chỉ em mở như thế này cho mọi người á, để mọi người nhìn ra được cái áo. Chứ không phải là hở như thế này cho mọi người, muốn mặc hở thì mọi người thả hở. Đó, còn này gài nút vẫn là cái sơ mi gài bình thường. Đây là em cho mọi người coi cái áo ngực ở phía trong, xịn sò cực kỳ luôn. Rồi vô lại màu cho mọi người nha. Cái này là màu đen giùm em, màu đen. Rồi cái này là màu nu giùm em nhá, màu nu, xịn không? Cái này là màu nu, vải đã ghê luôn mọi người. Rồi cái này là màu xanh. Xanh này là dạng như là không phải là xanh nước biển đó mọi người, xanh đẹp lắm. Cái này mà đi biển ha, xong rồi chụp, trời ơi, ở dưới xanh nước biển, ở trên bờ là cũng một màu xanh nước biển luôn. Rồi comment giúp em là màu nhá, trắng xanh nu với lại là đen giùm em, trắng xanh nu đen. Ai lấy thì ghi giùm em nhá mọi người. Có màu gì nhiều nhỉ? Xanh còn có 2-3 set hả? Em đi thử cho mọi người màu xanh nhá. 75. Ai hả? 175 á chị ơi. Không phải 170 đâu. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Em thay qua màu xanh mọi người. 170 nha, đủ lương nha. 75 nha, không phải 70 đâu. 175 á, em báo giá lúc đầu 175 á, không phải 170 đâu nha. Comment lại giùm em đi. Mất công tới đó mà kêu lụt giá thì chết. Comment lại giải giúp em nha. Má cái bài đã đi. Nó chết nhất là đi thay đồ luôn đó trời. Nó cực, cái thằng kia tưởng tao ở chuồng rồi thay đồ sao mà mắt cứ ngó vô đây nhìn quái lên, như kiểu là đổi lương đổi này. Đổi qua set đổi qua giá rồi đó. Lấy một kem body cho Thị Thủy. Cái mặt còn cái mặt tiên 199. Này, cái này là màu xanh nha cả nhà mình. Trời ơi, má xịn ghê. Có màu xanh đẹp quá. Rồi comment giúp em nhá, màu kèm theo số điện thoại. Này mọi người, cái áo xịn không? Cái áo ở trong nó làm cho mình xịn sò cực kỳ luôn á. Này gài đi em ơi. Comment giúp em là màu nhá, like tèn tèn đi mọi người. Bây giờ Facebook nó bị vậy không à? Này là một nút không? Tài lệ gì qua mẫu ấy. Kem tan mỡ 120. Nó xanh đẹp quá. Xanh của Trúc Quỳnh. Trúc Quỳnh. Má ơi, cái mẫu nhìn mà mê luôn đó mọi người. Rồi màu giúp em nha. Duy Mạnh, xét nữ y còn màu xanh không? Duy Mạnh lên địa chỉ giùm em nha. Đây, mọi người nhìn thấy hàng không? Xịn sò không? Rồi hết rồi đó, còn mấy set thôi em khỏi mặc đủ màu đi nha mọi người nha. Còn đen thì mọi người khỏi nhìn đi. Đen với nu thì hai cái màu dễ hình dung ra nhất rồi đó. Rồi màu giúp em nha mọi người. Nói vậy màu trắng chứ không hề mỏng đâu nha mọi người nha. Tại vì vải đuổi này là đuổi dày, chứ không phải đuổi giá rẻ đâu mà mỏng mọi người. Vải dày lắm. Rồi cái này là màu đen giùm em. Màu đen. Rồi cái này là màu nu giùm em nha. Màu nu. Má sang bệnh luôn á. Rồi cái này là màu trắng. Duy Mạnh là set NI màu xanh á. Rồi cái này là màu trắng và màu em mặc là màu xanh. Xịn sò lắm mọi người. Kem tan mỡ của nhỏ Hồ. Rồi ai lấy được ghi giùm em nhé. Sang quá mọi người ơi này. Rồi cái này mặc đi tiệc cũng sang nữa. Mọi người đóng thùng cũng được. Mọi người thả ra cũng được.
cái ống tay áo này là nó gài hai nút đó nha mọi người nha, mà em gài tạm cho mọi người một nút, mọi người nhìn trước. Rồi ai lấy được ghi giùm em nha, comment giúp em là màu trắng của chị Nguyên Châu. Riêng cái set này là khỏi bàn nha mọi người ơi. Em có cái quần jean này đẹp lắm. Cắt nút cho chị chưa? Má có quần jean này đẹp lắm luôn đó mọi người. Ôi chị màu đen đi. Rút Quỳnh có rồi, ai lấy được ghi giùm em nha. Có áo nào không? Má quần jean này em nói thật mọi người. Ừ đúng rồi. À, ủa có cái áo kia là áo gì vậy? Ờ đưa cái áo của Tim đây. Em thấy mọi người cái quần này là mọi người mua, nói nhỏ thôi mọi người mua Kim Linh là giá đã 200 mấy rồi. Nhà em rẻ lắm nè, chuẩn 100% hàng đó luôn á. Không có phải là hàng rẻ hơn đâu mọi người. Quần riêng này để em đợi xíu nha. À, mấy màu vậy? Hả? Chị tặng cái áo này đẹp. Quần riêng này có ít nha, ai còn đen ngay thì có mọi người. Cái má mọi người nhìn cái quần nha. Đợi xíu đi em đứng cho mọi người coi quần. Xỉu luôn. Các trời hôm nay mặc đồ xong nó nực ghê luôn. Này. Đã không? Em đẹp kỹ hay em nhìn cái. Nhìn cho mọi người cho nó rõ, em nhìn không có nổi luôn á. Nè. Mọi người thấy cái quần đã không? Nè. Xịn sò không? Trời ơi. Em nói cái quần jean này em đổi cho mọi người từ ngày từ tháng 11 năm ngoái tới bây giờ đó mọi người, tháng 11 năm ngoái tới bây giờ á. Gọi nói chuyện được với shop mà không cho em nhận hàng. Em nhận đi. Bây giờ chị đang like hoặc em gọi số hotline á. Cái số hotline trên Facebook chị á, sau ảnh đi em gọi số hotline đi bây giờ. Nhân viên đang làm không ai giải quyết đơn hàng được đâu, em gọi số hotline đi chồng chị xử lý cho nhá. Rồi cái này giùm em. Em nói giá là mọi người giật ngửa luôn. Hai màu, màu đâu rồi? Đây nha mọi người nha. Cái này em cam đoan cho mọi người luôn. Mọi người nhận hàng là đúng chuẩn loại 1 luôn cho em. Nè, thấy không? Đúng hàng của Hot Girl mấy chị mua order Tao Bao Quảng Châu này kia là tất cả nó là hàng này. Và giá của nó ở trên like cho mấy chị là siêu siêu rẻ bằng 1/4 thôi. Quần em đố mọi người mua được dưới. Em nói là rẻ lắm cũng phải là 270.000 là rẻ. Em nói là thực ra là rẻ lắm luôn rồi đó mọi người. Là thuộc như là ai mà bán lời ít luôn á. Nhưng mà cái hàng này là cái lô này là em đặt trong Tết. Trong Tết đó mọi người, mà tới bây giờ người ta mới trả hàng. Em không có nói deal luôn á. Cái hàng này em đặt đúng chuẩn cho mọi người, hàng y chang như là hàng Tao Bao luôn, không khác cái gì. Mà Tao Bao mới chỉ biết một cái quần jean 700-800 nghìn. Ai mua chuyên hàng Tao Bao rồi mọi người biết, nó không có khác gì luôn. Còn cái này là chuẩn 100% là hàng Quảng Châu. Tao Bao với Quảng Châu là hai dòng hàng khác nhau nha mọi người nha. Đó, mọi người nhìn cái chất quần này và nhìn cái form quần này mọi người biết này. Ở dưới cái bo của nó này mọi người, xịn sò không? Đó, mà quần này em nói giá cái mọi người bật ngửa luôn. Nó có đúng hai màu, nó đáng lẽ là nó về thêm một màu trắng sữa nữa. Nhưng mà màu đó không có hàng. Còn hai cái màu này là hai cái màu, màu đen là màu hiếm nhất luôn á. Kiếm không có ra luôn. Mà giá chỉ có 145.000 thôi. Em nói là em mà muốn bán lời mấy chị, em bán 175 mấy chị vẫn mua bình thường. Nhưng mà em nhập được giá rẻ, em sẽ bán cho mấy chị giá chỉ có 145.000 một cái quần jean xịn sò như thế này. Em nói là mọi người cầm cái quần jean về mọi người không nghĩ là tại sao nó rẻ được vậy luôn á. Em nói thật,
quần này mấy chị mà có áo lắp tốt á mọi người, mặc vô là bao chất luôn á. Em nói thật, có áo lắp tốp á hoặc là áo thun bình thường mọi người đóng thùng nó cũng xinh, đi giày thể thao hay đi guốc thì nó cũng xinh, ở dưới nó làm cho mọi người bo này xinh không. Nhưng mà em có lượng ít lắm, cực kỳ ít luôn á, có rất là ít luôn, cái này có ít lắm luôn á. Bình thường quần jean về em về một màu là đã 50 cái là đủ size đấy nha, mà giờ còn có một màu cho nó chỉ có được có 10-15 cái rồi đó, tại vì cái này em săn từ trong Tết tới bây giờ là nó xịn sò lắm. Ủa Nguyên Châu là xanh với đen là cái gì vậy chị? Xanh với đen là cái gì hả? Nguyên Châu là chốt cái gì á? Quần hay là set lúc nãy? Rồi mọi người comment giúp em nha. Đằng sau này có bo chun nhẹ nè mọi người. Bo chun nhẹ thôi, không phải bo chun mạnh đâu nha mọi người nha. Đó, kèm giùm em. Và em lên cả màu áo luôn, đưa cái màu áo luôn. Em lên cả màu áo, quần jean kèm size S, M và L. 145.000, S là 48kg đổ xuống, M là từ 54kg đổ xuống, L là từ 62kg đổ xuống. Tại đằng sau nó có bo chun. Đó, mà bo chun nhìn cái form lên đẹp không? Chứ phải bo chun là nhìn đằng sau nó thùng đó mọi người. Xịn xò lắm, 145.000. Xưa giờ em không có bán quần jean kiểu này, tại vì nó mắc lắm mọi người nè. Ở dưới bo như vậy mọi người nhìn hết cả cái form quần jean giùm em đi. Cái chân nhìn nó thẳng bo luôn đó mọi người. Nó là dạng baggy, nhưng mà baggy cái dạng này là cái dạng bo ở đằng dưới. Xịn xò lắm, mọi người mặc với áo laptop cũng đẹp. Quần jean thì phải kèm size chứ chị. Chị ghi hai màu để em lấy cái gì, chị size gì? Áo là có màu giùm em luôn. Áo là bao nhiêu? Áo là 75.000. Đây, áo này là áo hàng cao cấp luôn. Cái này là màu trắng, màu đen với màu nâu, 75.000 luôn. Kèm màu và kèm áo giùm em luôn nhá. Ai muốn lấy áo thì mọi người lấy áo, mà không lấy áo thì mọi người lấy quần. Đó, quần kèm màu và kèm áo. Xanh với đen size M cho Nguyên Châu. Trời, quần này mọi người không lấy hả? Hả, quần đẹp muốn chết luôn á. Thiệt sự. Sao mà lại like chứ, cái gì cũng ế, sao biết like gì giờ mọi người? Like gì cũng ế vậy trời, em tưởng cái quần này về chứ phải đánh nhau luôn á. Không có like cái gì nổi, em biết like gì cho mọi người đây. Hồng Loan bom hàng. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Áo 75.000. Áo nâu của Hoài Nhi, áo trắng của Nguyên Thảo. Rồi cái quần đỉnh như vậy, vì sao cái quần này mọi người bị xử vậy ta? Quần xịn lắm luôn á. S xanh của Vũ Ninh. Rồi em tưởng cái quần này về chắc không có đủ chia cho mấy bà luôn, nó thiệt á. Quần nó đỉnh lắm luôn á trời. Áo ba màu nha, trắng nâu với đen. Quần 145.000 mà bán rẻ nữa chứ, thiệt á. Không dám bán 175-185 luôn đó mọi người. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Quần nó rách nhẹ thôi chứ không phải là rách mạnh nha mọi người. Rách mà nó không có thấy thịt luôn á. Rách mà dạng như rách xước xước cho mọi người thôi. Quần kèm size và áo kèm màu. Á, quần này xịn xò như vậy mà nghĩ sao khách em lấy ra. Trời má ơi, về được cái quần mình muốn xỉu luôn á. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Nó chặn cái con Hồng Loan này thì thiệt á. Nó comment nó hở nát cái Facebook luôn. Ship đồng giá 35.000 toàn quốc. 35.000 toàn quốc cho mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Quần kèm size, kèm màu và kèm size. Áo kèm màu giùm em. Trời, chứ mọi người muốn lên gì? Ủa sao hôm nay khách bị gì vậy ta? Mọi người không muốn live stream hay sao? Thôi em không nghĩ là nó ế tới vậy luôn đó mọi người. Em không nghĩ là cái gì nó cũng ế vậy luôn đó. Lên cái set hot Mai Phương Bùi mà thấy chốt như vậy là mọi người là em biết luôn rồi á. Còn có hai màu, còn 145. Trời má ơi. Em nói thật đó mọi người, em nói chân tình mà nói luôn, cái quần này em bán cho mọi người quá bèo luôn á. Mà quần xịn sò như thế này mọi người không biết đường mà lấy. Quần này là chưa bao giờ em bán cái form này bao giờ luôn á. Tại form này nó khó mắc lắm. Chứ không có dễ có hàng như mọi người đâu. Cái này hot girl bán thì nhiều lắm. Có phải riêng một mình nhà em có đâu, hot girl đầy luôn á, nhưng mà toàn 300-400 không à. Không có hàng giá này đâu. Co giãn chứ chị. Quần này co giãn nha. Co giãn thoải mái. Hai màu và hai size, ba size SML, Nguyễn Gia Hân lên địa chỉ. Quần có hai màu, đen với lại xanh. Áo có ba màu, trắng đen nâu. Quần là có size S, size M và size L với mọi người. Quần có size mà, gì mà rộng với không rộng. Mọi người mặc ở nhà mặc quần size gì thì mọi người chốt lên size đó. Quần nhà em cái nào chả có size mọi người. Không có size sao bán quần jean.
Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Kem hôm bữa là đi hết rồi mọi người, không còn giữ hàng gì mọi người ở đây hết á. Chỉ có hàng hôm nay like thì mới có hàng, hôm nay like là chưa, là mai mới chốt đơn thôi. Còn hàng hôm bữa là đi hết rồi đó, đừng có hỏi em nữa mọi người ơi. Nghỉ cách ngày rồi còn hỏi gì nữa. Màu đen size màu Ngọc Nhi. Bán hàng mà cho đi hàng thì có tiền mà xoay vốn với mọi người, chứ không là chết đấy. Chứ mọi người muốn lên hàng gì, em lên toàn hàng đẹp mọi người, vậy lên hàng xạ nhá. Thì có không dám về hàng mới luôn á. Rồi ai lấy cái Nguyễn Gia Hân lên địa chỉ giùm em nha. Áo 3 màu trắng đen với nâu, quần 145.000. Quần 145.000. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Quần 145. Quần 145.000 giúp em nha mọi người. Nó quần đẹp xỉu luôn á. Quần xịn sò, áo cũng xịn. Rồi ai lấy thì ghi giùm em quần. Quần kèm size và áo kèm màu. Đây, quần này. Trời em chán rồi, không muốn like nữa mọi người. Không lẽ em ọp quá thiệt à. Quải quá. Chỉ có muốn ọp ghê luôn. Live stream nó chán. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Quần áo 75.000. Áo bao nhiêu ký cũng vô được hết. Tại áo nó co giãn đó mọi người. Áo này mọi người nhìn mặc vậy thôi chứ hở, nó không hề ấy luôn đấy, không hề hở đâu. Đằng sau này nó có bo chun. Mà mọi người nhìn thấy hàng bo chun thì sợ nó bị tùng. Nhưng quần này nó không bị tùng đâu nha. Nói chung là hàng chuẩn đó mọi người. Mặc lên không sợ cái gì hết. Mấy cái người bom hàng em thấy em chặn luôn. Em khỏi phải nhắc trên line đỡ mệt. Quần đen L của bé sữa. Áo đen và quần xanh size L chị Đào. Rồi ai lấy được ghi giùm em nha. Áo có 3 màu. Hôm nay không có đầm baby doll. Ủa cái kia là cái gì vậy? Cái đây chân em là cái gì màu xanh vậy? À, hôm nay chị không có định hình ra được mẫu gì luôn á. Tại vì hàng này người ta trả hàng lâu rồi. Bữa giờ chị đâu có chốt hàng mới đâu. Trả hàng trong Tết tới giờ. À biết rồi. Quần đen em màu Trân Thùy. Em mặc size S à. Em lúc nào cũng mặc size S hết á mọi người. Quần kèm màu giúp em nha. Có màu. Áo 75.000 thôi mấy chị ơi. Áo có 75.000 nè. Ai lấy áo thì ghi nha. Áo có 3 màu. Áo đen của Nguyên Ngọc. Sumi Nguyễn là lấy Sumi Nguyễn là lấy quần size S màu gì em ơi? Áo màu đen của Đặng Mai. Áo mới chỉ chốt hai cái đi mọi người. Em có một kiểu áo ba lỗ nó đẹp lắm. Để tí nữa em dơ thôi, em khỏi mặc áo ba lỗ nó có ri 10 cái. Quần co giãn nhẹ. Co giãn. Nói chung là cái quần này nó đã lắm mọi người. Co giãn bao đã luôn á. Cực kỳ đã luôn. Áo đen của Yến Như. Quần xanh size S của chị Nguyễn Hằng. Zumi là chắc lấy quần màu chị mặc á. Đây này còn không? Sao nãy giờ không vút ra, nãy giờ ngồi mò mò cái gì vậy? Có đủ phiếu không? Áo em hết đen rồi, em còn màu nu với màu trắng thôi. Quần là em còn đủ size và đủ màu. Quần đen L chị Phương Trần. Em hết áo đen. Rồi comment giúp em là màu nhá. Áo màu trắng của Phương Trần. Em hết áo đen, áo 75.000. Còn trắng với nu thôi. Quần 145. Quần chị đang mặc. Cho chị xem áo ba lỗ. Đợi em xíu nha, đợi em xíu. Để em xíu nha, lên áo ba lỗ cho. Quần đẹp lắm mọi người. Rồi máu ơi, em thề mà em tức cái quần này á. Em đặt từ trong Tết tới bây giờ. Chị Phương Maria chốt lại trắng với lại là nu đem hết đen rồi. Áo 75.000. Á xịn lắm. Xịn lắm lắm ơi là xịn luôn mọi người. Phải nói xịn lắm lắm á mọi người. Chứ không phải xịn đâu mọi người. Gọi là xịn lắm lắm luôn á. Cái quần là bao xịn sò cho mọi người luôn. Trời ơi. Túi không bán. Comment giúp em nha. Quần há ơi nó xịn chưa này. Trời ơi cái túi của nó này mọi người. Thấy không. Tít ở dưới này luôn. Mọi người ví dụ đi mà bỏ cả cái điện thoại nó rớt trong này nó không thấy đâu luôn đó mọi người. Thiệt á. Bao đã luôn. Quần là size S, size M và có 3 màu. S, M, L và 3 màu giùm em. Đây cái áo ba lỗ này. Ai lấy áo em mặc nó không? Áo ba lỗ em chỉ dơ thôi còn mấy cái à. Áo này về khách chốt hết sạch luôn rồi á. Khách chỉ chốt hết sạch. Áo ba lỗ cái này có ít lắm. Không chị ơi.
áo ba lỗ comment giúp em nhé, xanh trắng 75.000 luôn, màu hồng, màu hồng với lại là màu căng. Nó cái áo ba lỗ này xinh dữ vậy trời. Bữa em hỏi đúng rồi, quần này 300 mấy, đúng rồi đấy em ơi, không không phải người ta bán mắc đâu, mà lấy cái quần này là lấy cao là đúng rồi, tại vì cái quần này là chỉ săn được hàng sale à, chứ chị mà không săn được hàng sale quần này chị cũng nói thật luôn á, em không dám lấy bán nữa mọi người. Quần này người ta bán 300 mấy là đúng á, thì mặc dù người ta cũng cả lời cả trăm trong đó, còn nhà em thì lời chỉ có 20 mấy nghìn thôi, mà cái này là em săn hàng sale cho mọi người, sáng giờ là toàn Quảng Châu hết á, chứ không có hàng Việt Nam nào vô đây luôn đó mọi người. Mà giá cho mọi người là giá toàn là 120, 130, 140. Cái quần mà có 145.000 mọi người cầm về so sánh với hàng 300-400.000 mọi người mua ở ngoài đi. Em không có nói điều đâu, mọi người cứ cầm hàng về là biết. Áo ba lỗ 75.000. Má ơi, áo này mà mặc với quần này chắc xỉu luôn á, em nói thật. Áo màu cam, màu trắng. Màu trắng. Cái này là màu xanh giùm em. Màu xanh với lại là màu hồng giùm em nha. Em mặc cho mọi người có một màu nha. Cái này đẹp lắm, cái áo này là siêu siêu xịn sò luôn á. Ba lỗ trắng của Thắm Nguyễn Bưng Kè. Áo chị mặc 60kg vừa. Nói chung mấy cái áo này là hàng co giãn mạnh lắm mọi người. Nó là hàng thun mà. Hàng thun co giãn mạnh lắm. Rồi em đi mặc cho mọi người một màu nhá. Rồi mọi người coi lên cái form. Áo em mặc em còn trắng với lại là màu nu hơn. Hết tem rồi nha. Mọi người cái hàng này nó có ít lắm. Mọi người cứ chốt là chốt lẻ thôi, không có số lượng đầy như là hồi trước đâu. Ba lỗ trắng của Hương Diệu Lê cho em xem lại mắt kính. Em không có bán mắt kính chị ơi. Cái mắt kính đó là cái mắt kính cận em đeo like đó mọi người. Sao mọi người cứ hỏi mắt kính em vậy ta? Em bị cận đâu rồi ta? Đây này. Cái mắt kính này là mắt kính cận của em mà, em đâu có bán mắt kính đâu mọi người. Thùy Bích áo trắng, Thùy Bích Bưng Kè sao? Có nha chị, cái set sơ mi xanh biển lúc nãy có. Cái quần này xịn lắm. Em nói thật cái quần này là nhìn là mê luôn á. Rồi áo ba lỗ 75.000 kèm màu. Ba lỗ trắng của Nguyên Thảo. Trời má ơi, nguyên cả set này. Cái này mà có thêm cái áo khoác rin vô nữa ha. Rồi chắc xỉu ngang xỉu dọc luôn á. Rồi comment giúp em là màu nha. Áo này là toàn là màu này là màu hot Quảng Châu không à. Có màu nhã nhặn luôn á. Toàn là màu hot luôn á. Rồi cái này là màu trắng. Cái này là màu xanh giùm em, nó phối đẹp không mọi người. Nó phối bao phê luôn á. Rồi cái này là màu cam giùm em. Em khuyên mọi người mua cái quần này, mọi người phối với cái gì nó cũng đẹp hết á. Và đặc biệt quần này đẹp nhất là khi mặc, khi đi với giày thể thao. Nó đẹp lắm luôn á. Rồi ai lấy ghi giùm em nha mọi người ơi. Chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ đi mọi người ơi. Hàng bán có 75.000 là ráng chốt 2 cái nha. Lên địa chỉ giùm em. Comment giúp em là màu nha mọi người nha. Màu. Màu và kèm theo số điện thoại và địa chỉ giùm em. Áo kèm màu giùm em nha mọi người. Mà áo xịn quá. Quần 145.000. Quần là 145. Áo kèm màu và kèm số điện thoại địa chỉ. Thanh Hằng Nguyễn với Như Quỳnh nè. Toàn là mấy bà không cho địa chỉ không à. Áo này đẹp lắm. Ai lấy áo thì ghi giùm em là áo nha. Áo với quần. Thắm Nguyễn có rồi. Và Thắm có trắng rồi. Đọc không nghe hả trời. Đọc rồi đó mấy chị ơi. Áo kèm màu và quần kèm size. Đưa chị cái set sơ mi xanh. Đưa một set thôi. Chị nhìn giùm em nha. Chứ không có thời gian lên lại. Chứ đi lên lại một bộ set sơ mi xanh. Áo nu của Thanh Hằng Nguyễn. Nè. Nãy mặc rồi á. 3 món 175. Rồi ai lấy nữa ghi giùm em nha. Cái này comment giúp em là áo kem màu. Chia sẻ lại giùm em đi mọi người. Rồi cái này là màu cam. Màu cam, màu xanh. Màu trắng và màu em mặc là màu hồng.
Comment giúp em là màu nha mọi người nhá. Comment giúp em là màu. Hát xuất sắc ghê. Ai lấy thì ghi giùm em là màu. Quần có hai màu. Quần có hai màu, quần co giãn nhẹ. Quần này mọi người mua vải này là nó chỉ có co giãn nhẹ mà quần co giãn 100% đó mọi người. Quần này nó giãn quần combat ghi mà. Combat ghi là ống ống chung đó mọi người. Thấy không? Hãy nhìn cái ống là mọi người biết hàng xịt luôn á. Này. Cái ống nó dập này. Rồi ai lấy quần thì ghi giùm em, quần có hai màu. Jenny Hoa đơn hàng thuê bao chị ơi, không có bán đâu. Mấy chị mua hàng toàn cho số điện thoại, cái thì sai, cái thì thuê bao, cái thì gọi điện 8 năm không nghe máy. Rồi ai lấy cái giùm em, người nào mà nằm trong danh sách cảnh báo rồi là mọi người phải đi cọc hết á. Cảnh báo hay là nguy hiểm hay là thuê bao hay là gọi điện không nghe hay là xả hàng hay là bom hàng đều phải đi cọc vào số tài khoản em mới bán lại. Còn không cọc em không có bán, bữa nay không có gỡ ra nữa mọi người ơi. Tại vì gỡ ra những người gọi thuê bao với những người không nghe máy á, hôm sau có dặn mấy chị lại mấy chị vẫn y chang như vậy, vẫn không nghe máy và thuê bao. Cho nên em không có dám bán nữa. Bữa nay ai mà cứ nằm trong danh sách bất kỳ một vấn đề gì đều phải cọc cho em nhá. Quần xanh xe S của Huyền Kim. Nhưng mà không có ấy là em không dám bán đâu mọi người ơi. Không bán luôn chứ không dám đâu mọi người. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Comment giúp em là màu. Comment giúp em là màu giùm em nhá. Đi cọc đi chị ơi. Muốn bấm lộn nó bấm sai thì cũng đi cọc đi rồi mua chị. Rồi ai lấy ghi giùm em. Áo kèm màu và quần thì cũng kèm màu và kèm size luôn. Muốn size số hay là muốn như thế nào thì mọi người cũng phải đi cọc em mới bán, còn không thì thôi mấy chị ơi. Tới khi lại thuê bao lần nữa chị kêu là em bấm lột số thêm lần nữa là em cũng lại luôn. Nên là cứ có nằm trong cái chữ đỏ là phải đi cọc 100% hết em mới bán nha. Ai giận thì em chịu, giận đi đi chỗ khác mua. Rồi cái này ghi giùm em nha mọi người. Chứ em buôn bán cái mùa dịch này nó khó khăn lắm. Mọi người thấy á, một ngày bán cả ngàn cái, giờ một ngày nguyên cả một ngày trời bán cho được 100 cái. Là mấy chị biết nó giảm sút cỡ nào rồi đó. Mọi người cũng thấy livestream của em từ trưa giờ nó chậm cỡ nào rồi đó. Nên mọi người ráng giùm em đi, buôn bán thời này nó khó khăn lắm. Size M từ tầm 53kg đổ lại nha. 48 cho tới 53kg đổ lại. Như Quỳnh comment cái gì không hiểu chị ơi. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em là màu. Màu và size giùm em. Chị ơi cho em hỏi địa chỉ. Rồi còn gọi không để em biết. Có chứ, tất cả đơn bên em đều gọi điện chốt đơn hết đó mọi người. Rồi ai lấy cái giùm em nha. Trinh Yumi đi hàng rồi em ơi. Đơn sửa tắm hôm bữa chị kêu là chị chốt hàng xong rồi chị gói đi luôn mà. Chị đâu có gọi điện chốt đơn đâu. Tối đó em gọi điện điền cho mọi người á. Tại vì hôm qua là bị mất điện á. Nên tối đó em đi hàng hết luôn. Rồi ai lấy cái giùm em nha. Áo 75.000. Quần đằng trước là lưng bản, cái đằng sau này lưng chun nhẹ thôi, không phải là lưng chun hết đâu mọi người ơi. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá, comment giúp em là màu, hóa sao lai chán thì trời. Ngày gì á. Quần size M, kèm màu em ơi. Quần kèm màu. Ai lấy thì ghi giùm em nhá, quần kèm màu. Quần màu xanh M của kem em Nguyễn. Lấy quần size M màu xanh màu đen của chị Hà Nguyễn size M. Quần này đẹp lắm. Quần dung mặc size M của Hương Diệu Lê. Rồi ai lấy được không để em qua mẫu set nha. Tôi chỉ set nhập ly đi thôi. Rồi ai lấy được ghi giùm em nha. Quần kèm size và kèm màu. Em đổi địa chỉ. Ghi ở trên cái bọc của Hà Nguyễn là đổi địa chỉ đi. Ghi chữ đổi địa chỉ luôn để mai mốt nhìn vô đó là biết đổi địa chỉ để mà ghi lại qua bọc xanh. Rồi em qua mẫu nha. Mọi người có muốn em mặc cái quần màu xanh cho mọi người coi không? Có muốn mặc quần màu xanh không? Em ướm mọi người nhìn được mà đúng không?
Em qua mẫu set xịn cho mọi người. Màu xanh em ấy qua mọi người tự nhìn được ha. Đẹp lắm. Nói chung là cái set này siêu đẹp, siêu phẩm cho mọi người á. Ai lấy thì ghi giùm em nhá, kèm màu và kèm size. Hello, đi qua rồi đó. Trong lượt riêng màu nào nhìn ấy nhé, tìm ra. Lưng chun nhẹ thế chị ơi, chứ không phải lưng chun hết đâu. Set này là set em về lại lần thứ 3 cho mọi người rồi đó. Này về gì em trả thôi, ai cần thì mua. Còn xanh em mời của Huyền Anh. Ủa mà chị đang hỏi cái gì á? Vân Anh Nguyễn là xinh xong xài được không? Chị bôi trước khi ăn cơm. Bà đang hỏi gì mà hỏi lưng chừng giữa đường mà em không biết là chị đang hỏi sản phẩm nào luôn ý. Mới xanh xong xài được không mà bôi trước khi ăn cơm hay sao? À tan mỡ hả? Lần sau bà hỏi bà ghi chữ tan mỡ chứ bà hỏi như vậy không chịu á. Set đẹp quá ta. Xuất sắc. Bôi sau khi ăn 45 phút. Này mọi người nhìn cái set xịn không? Bôi sau khi ăn 45 phút nha mọi người nhé. Phát tí rồi chắc rảnh xả hết hàng ở trên kệ hết đi. Hết mấy chục nghìn luôn đi. Tí nữa em xả hàng shop cho mọi người. Tại vì ngày kia em về nhà rồi, ngoài này không có trưng đồ áo nữa nên là cho ấy hết. Rồi cái này comment giúp em màu nha. 139.000. Cái này ghi cho em nha mọi người. Cái này ghi cho em là màu 135.000. Em nói lộn, 135.000 giùm em nha. Cái này là em giảm cho mọi người 10.000 so với giá cũ. Giá đầu là 140.000 đó. Rồi cái này là màu xanh, màu hồng. Để em xíu cho mọi người coi màu. Cái này em có về lại được có 20 cái à. Mà nó rẻ hơn á. Hết hàng, hết vải, hết rồi đó mọi người. Cái này là hàng Quảng Châu luôn. Hết sạch vải luôn rồi đó. Đặt lại 100 set mà nó còn đúng cho mấy chị 2G thôi. Cái này là màu cam, màu đen, màu cam, màu đen, màu xanh. Với lại là màu nu giùm em nhá. 135 rẻ hơn hôm bữa. Hàng sốt là của hàng em like đó. Chứ đâu phải là hàng sốt cao cấp đâu. Hàng sốt cao cấp em không có like. Hàng sốt là còn lẻ một cái một cái một cái. Rồi cái này ghi cho em là màu nu giùm em. Hết rồi đúng không? Cái này là để mọi người 135.000. Hàng cao cấp luôn giùm em nhá. Cái này ghi cho em là màu nu. Rồi cái này là màu đen giùm em. Màu đen. Nó xịt sò như thế này luôn mọi người. Màu đen, cái này là màu cam. Và cái này là màu hồng. Với lại màu em mặc là màu xanh coban. Sale cho mọi người trên like 135.000. Để cho mọi người giá rẻ hơn hôm bữa 10.000 luôn á. Xịn không? Cái áo quần bao đẹp. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em là màu. Cái này là màu nu này. Màu đen, màu cam,
với lại là màu hầu, màu em mặc là màu xanh, màu nu của Bobby, áo cam trắng xanh của Thủy Tiên, set nu của Lãng Quên. Cái set này em về lại được còn có 20 cái, mọi người về lại được có 20 set à. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, comment giúp em là màu. Ngân hàng Techcombank nhé chị ơi. Rồi ai lấy nữa ghi giùm em nha, comment giúp em là màu. 135.000. Này là màu nu mọi người, quần này quần chụp ly xịn nha. Rồi cái này là màu đen, cái này là màu cam, màu hồng. Và màu em mặc là màu xanh giùm em. Á, cái áo xịn ghê luôn. Mọi người nhìn cái áo xịn không? Áo bao xịn sò luôn. Rồi ai lấy nữa ghi giùm em kèm màu nha mọi người nhá. Kèm màu giùm em. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ. Rồi xem mẹ ngoại ghế mọi người. Mọi người muốn like hàng gì mọi người nói em like. Là like xả hàng số qua like mới like nhá. Thế mà like trước trước Facebook còn có 6 mấy người coi luôn là sao ta. Ê từ khi chị bỏ hết. Không phải từ khi chị bỏ cái này là chị cảm giác may mắn luôn á. Hay là chị bỏ lộn đấy ta. Trời ơi, cảm giác không may mắn luôn á. Làm cái gì cũng bị luôn á. Ừ. Không phải là như mũi ấy đâu. Mà cảm giác nó không thuận lợi. Ừ, không thuận lợi luôn á. Không phải hàng ở nhà đây đâu nha. Không bán được nha. Hàng bom một mớ luôn á. Bên kia nó còn hỏi chị, ủa sao dạo này chị bán hàng mà toàn bị bom. Toàn là khách đặt có một cái, đặt có một cái bom không á. Cảm giác không may mắn luôn đó mọi người, xui xẻo ghê luôn á. Mình cũng phải đổ thừa nhưng mà từ khi mình nhìn thấy vậy nó tự nhiên vậy. Hay là bữa nay cũng dịch thì cũng một phần. Ừ mà từ khi bùng ra dịch tới bây giờ là xui. Em thấy những Facebook khác người ta không like đúng không mọi người. Lên lại lên Facebook toàn là xả hàng nghỉ không à. Thôi qua like mới em xả hàng số cho mọi người nhá, xả hàng đi. Rồi được cái gì? Mà nghỉ hôm nay luôn rồi, đúng không? Ủa, nó thông báo là nghỉ hết luôn mà. Mà cũng nghỉ luôn. Mọi người ơi, qua live mới xả nha mọi người nha, qua live mới xả đi mọi người.